Kính chào quý vị và các bạn. Nam Bộ ngày mai chiều cường lên cao vào buổi chiều, trùng đúng vào thời điểm mưa to, dễ gây ra hiện tượng ngập úng. Còn Bắc Bộ thì ngày mai sẽ có không khí lạnh về. Đông Bắc Bộ là khu vực có thời tiết thay đổi rõ nhất khi không khí lạnh về vào ngày mai, đó là trời sẽ chuyển mưa rào và đặc biệt là một số nơi thuộc khu vực đồng bằng và ven biển thì còn có mưa vừa mưa to. Vì là có mưa và gió đông bắc thổi nên ngày mai nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội, thành phố Việt Trì, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn hay Cao Bằng sẽ giảm từ 2 đến 4 độ xuống còn là từ 23 đến 27 độ. Với miền Trung thì đêm nay và ngày mai tiếp tục sẽ có mưa, mưa to xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lượng mưa khu vực này là từ 50 đến 100mm và có những nơi có thể là trên 150mm. Quý vị cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra cục bộ ở vùng núi. Lùi xuống phía Nam, đối với khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và cả Nam Bộ sẽ có mưa trên diện rộng. Thời gian mưa ở đây thì tập trung vào chiều mai. Đáng chú ý là từ ngày mai thì chiều cường ở Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu dâng cao vào buổi chiều. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì mực nước tại hai trạm Phú An và Nhà Bè sẽ vượt mức báo động 2 là từ 4 đến 6cm. Cộng hưởng giữa mưa và nước chiều thì có thể gây ngập úng những tuyến đường trũng thấp ven sông. Quý vị lưu ý. Chuyển sang thời tiết biển. Khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo thời tiết xấu, mưa rông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.